empty place. You know it, I know it, yeah. We don't have to fall from grace. Put down the weapons you fight with, and kill them with kindness. Kill them with kindness. Kill them, kill them, kill them with kindness. Kill them with kindness. Kill them with kindness. Go ahead. Thì Thọ đang ở vị trí là ngay cái đèo của Trung Lương các bạn. Người ta đang mở rộng đường này. Đấy. Người ta gọt núi, người ta mở rộng đường rộng ra gấp đôi. Các bạn, người ta đang làm một con đường dọc biển từ xã Cát Tiến đến với xã Cát Khánh, biển Đờ Ghi các bạn. Nó dài khoảng 24 cây. Thì Thọ đang ở vị trí là ngay cái đèo của Trung Lương các bạn. Đấy, người ta làm một con đường mới này. Còn cái đường này là đường mình đi hồi giờ nè. Đấy, qua bên kia là biển Cát Hai các bạn. Đấy, đây là đường mới các bạn, làm rộng luôn, hai làn đường. Có đường chính giữa. Đấy. Rất là lớn các bạn. Đấy. Thì cái dự án đường ven biển tỉnh Bình Định, thì tuyến đường ven biển DT639 đoạn Cát Tiến Đờ Ghi dài 24 cây số sẽ được đầu tư thi công, có tổng chi phí lên đến 1.261 tỷ đồng. Đấy, đây là cái đoạn mà con đèo mà ngay Trung Lương các bạn. Đấy, cái Trung Lương này, bên kia là đèo ngay tây của mình là đèo Vĩnh Hội, còn ở phía dưới là biển Cát Hải các bạn. Đấy, đoạn đường này mở rộng ra thì là một đường rất là đẹp, rất là chiến lược cho tỉnh Bình Định. Sẽ giai đoạn 1 thì chỉ tới Đờ Ghi thôi, nhưng mà giai đoạn 2 thì chắc sẽ đầu tư tới Tam Quan, phải mở rộng tới Tam Quan các bạn. Họ đang đứng ở cái đèo Vĩnh Hội các bạn, là con đường thứ hai từ đèo Trung Lương đến đèo Vĩnh Hội. Đấy, người ta cũng đang mở rộng con đèo này bằng cách là cho nổ mình khu vực hai bên núi để mở rộng con đường nha các bạn. Đó, cạnh đèo Vĩnh Hội thì có cái đền thờ Nghĩa Nông Cực. Người ta cũng đang xây dựng nha. Nghĩa Nông Cực là anh hùng của người Bình Định. Đấy các bạn. Đấy, chỗ đây có một cái hòn đá rất là to, rất là đẹp.
bị nắng non các bạn ơi. Đi một vòng rồi, nãy giờ quay cho các bạn xem rồi. Nếu mà video này các bạn thấy bổ ích và hay thì hãy nhấn đăng ký để xem những video tiếp theo nha. Thì mình sẽ quay những cái dự án lớn của tỉnh Bình Định cũng như thành phố Quy Nhơn các bạn xem, các bạn cập nhật nha. Rồi, chúc các bạn có một ngày làm việc vui vẻ và thú vị nha các bạn. Oh,